Một nữ thiếu tá công an có biểu hiện sử dụng rượu bia khi điều khiển ô tô dẫn đến va chạm với một xe máy và một xe ô tô khác khiến một người bị thương. Tối qua tại ngã ba giao nhau giữa đường Hùng Vương với đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai xảy ra vụ tai nạn giao thông. Theo người dân có mặt tại hiện trường, xe hơi 5 chỗ màu trắng do một phụ nữ điều khiển va chạm với một xe máy. Sau đó người phụ nữ này lùi xe thì tiếp tục va chạm với một ô tô khác. Đáng chú ý, trong clip được quay vào thời điểm xảy ra tai nạn, người phụ nữ mặc sắc phục công an, đeo quân hàm thiếu tá đã có biểu hiện say xỉn, ói ra người. Khi một người dân hỏi chị say rồi đúng không thì người phụ nữ này trả lời dạ. Chị say đúng không? Thiếu tá rồi đâu mà ít đâu mà dài chết rồi. Được biết người phụ nữ trong clip vụ việc là thiếu tá TTL, tên đã được viết tắt, hiện đang công tác tại công an huyện Đắk Đoa. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường xử lý vụ việc.